Đại ca, đi đường này là căng lắm nha. Cái đường này thì em không biết, nhưng mà tôi đúng tôi là đi đường này nè. Cố lên mấy anh già ơi, cố lên. Dính. Dính rồi, dính rồi. Gãy rồi. Rồi. Phải. Sao gãy hay vậy? Xe em lủng nữa rồi. Không bị xăng nữa hả? À. Let's go, anh em ơi. Theo mấy đại ca tính là bây giờ là đi về luôn chứ không có vô cái rít lai, là cái đoạn chạy dọc sống đường Cổng Long á, là không có đi cái đường đó nữa. Đây về Sài Gòn á là 300 cây, mà đi thêm cái kia nữa là phải mất 3-4 tiếng, xong rồi cũng phải đi 280 cây về, bèo bèo cũng phải 320. Tại vì vòng vòng trong đây là tụi mình phải đi qua cái mấy cái làng để mà ra được tới quốc lộ, thì từ quốc lộ đó đổ về là phải 300. Thì mấy ảnh đi đâu thì mình đi đó thôi, chứ còn nếu mà mình với cái tính của mình á, mà với một cái team mà lạ trẻ thì mình sẽ tách đoàn, mình đi cái rít lai. Đó là những gì mà mình tính, mình mới đi như vậy á, nó mới đã cái nư của mình, là mình đi một mình luôn. Nhưng mà thôi, đang đi chơi với mọi người mà, mình sẽ không làm vậy, trừ khi đi với một cái team mà lạ quắc lạ quơ á, không kết nối được á, không có vui vẻ với nhau được á, thì mình sẽ tách mình về. Còn đi với mấy anh già đi chậm chậm cũng vui, có nhiều thời gian để ngắm cảnh xem hoa. Tại vì bình thường mình toàn đi nhanh không à, không có đủ cái thời gian để mà nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Các bạn đi chậm á thì các bạn sẽ có nhiều thời gian để ngắm quang cảnh xung quanh hơn. À, trước đó đây là một con suối rất là lớn nè, mà bị bít à, bít che lại hết trơn. Rồi mấy anh tôi đâu rồi, mấy anh tôi đâu rồi? Ủa, à anh về luôn hả? Ok ok, bye anh. Vậy thôi các bạn ơi. Đại ca, đi đường này là căng lắm nha. Đi đúng map, đi đường này căng lắm nha. Rít lai á, vô chơi luôn. Cái đường này thì em không biết, nhưng mà tôi đúng tôi là đi đường này nè. Không, hai đường luôn. Đường này thì gần hơn được 7 cây. Đúng rồi, nên đi đường này đi. Đi đường này là báo á. Em biết mà. Quay vô nãy hả? À. Đi đi em chốt cho. Vô đây là khu của em rồi. Để em lên đi rồi em chạy xuống em phụ. Khúc này không cài chống được. Đừng, anh đừng có đào nữa, anh đừng có đào nữa. Từ từ để hai bé lên nè.
Dữ vậy trời. Ghê vậy trời. 2, 3. Khoan. Lên. Gà lớn lên ra đó rồi sao đi nổi. Tôi không hay ông mời nè. Sướng quá. À, lên đây em gánh cho. Đây gọi là rít lại đó anh. Một bên núi, một bên vách. Hồi chạy bên kia nó đẹp hơn. Lên đây anh ơi. Rồi xong, hiểu luôn. Tới khúc đó mà không nghiện ra là Dính rồi. Dính rồi. Vô rảnh luôn anh. Vô rảnh luôn, đưa cái đầu vô rảnh luôn. Rồi, lên đường luôn. Hết rồi anh ơi, hết rồi. Khúc này chỉ là đơn giản thôi nha, khúc trên khó lắm á. Lên trên thì cứ mấy cái này nè, nuôi ra từ trước là đi thôi. Còn không nuôi ra là bị vậy đó. Bởi vì đại ca nó có đường nhựa ra, em không biết có đường nhựa nào nữa. Nhưng mà giờ vô đây rồi đâu quay đầu được. Nếu mà xuống đường đó là phải đi về Phan Rang. Về Phan Rang vòng lên chết dở nữa. Không biết. Rồi, xin mời. Để em đi cuối cho. Để xem đồn băng cứu thương đồ đầy đủ hết á. Sai lầm. Má biết về sáng là sáng. Tưởng ra đường nhựa á. Mình không ăn sáng để giảm cân. À, còn giờ không muốn giảm cũng phải giảm. Đi. Em test thử mà. Em quay đầu mấy hồi, đừng lo về, mình cứ chạy thôi. Đi. Đó, vô đây á là cái đứt nó lún á. Cái bánh nó không bám nữa. Mà nó quay luôn. Mà khi nó quay rồi là thua. Khi nó quay rồi thì nó không bám xuống đường á, thì tuột xuống rồi, các bạn thấy không? Đó là một cái tình huống mà anh em hay gặp. Tao đi không nổi đừng có ráng. Tuột xuống bắt một chớn lên luôn. Ráng là dễ cháy cái bố nội lắm. Cứ bóp tháng trước rồi tuột xuống, đừng đạp tháng sau nha. Mấy cái pha đó mà đạp mạnh tháng sau á, nó khóa bánh tháng sau á, là nó bốc đầu.
chở là phải chở gì đó, chở lượng bó đó đó, mà chở 10 cây không biết chở nổi không, chở nguyên bó luôn, đúng là thiệt. Má chui rất là thua rồi. Đừng có nhấc cái đít lên, đè cái đít xuống. Anh lùi xuống một xíu, lùi qua cái gờ luôn, lùi qua nữa, lùi miếng nữa, lùi miếng nữa. Đừng có cho bánh trước xuống là được. Rồi 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 rồi. Anh cầm đây nè, cao lên để cái nhúng nè. 1, 2, 3. Rồi, lên luôn. Nếu anh muốn đẩy thì sao á, là anh đẩy vậy nè, nhín nó xuống. Chứ còn nữa anh dở lên, cái bánh nó đâu dính ở đâu mà lên được. Y cũ, y cũ. Một ga có ga đi luôn nha anh. Em kéo lên luôn. Anh đẩy làm sao đẩy ở giữa, cái lực ngay giữa là được. Sáng mà anh không chờ bằng sáng, chưa ăn sáng. Té 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 cái cho phần. Ra con quá nhiều. Ê ê, đừng có dặn nữa, đừng có dặn nữa. Biết đi đường này thay nhông là mới gì nha. Ở đâu cứ đi đường nhựa mà. Chứ em biết đi đường này em đâu có cho thay nhông. Cái đường này em đi rồi mà. Đường này là cùng map luôn á. Quá đơn giản với Hoàng. Đó, chạy phải chạy vậy á. Hết ga luôn, để nuôi luôn. Chứ không hết ga nuôi là tới đó nó sực liền à. Không đủ tốc độ là nó không có vượt ngưỡng cái rìm em. Người ta yếu. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Má lên cái này nhiều lần là cháy búa. Cho anh em UB đi là được, cái cung này đi được, rủ thêm mấy đứa thêm và ba cộng nữa, chia nhau ra gánh. Cái tour này phải đi 15 người rồi tự anh em gánh nhau thôi, chứ cái tour không gánh hết được nữa. Để đợt này về tập gym thêm cái phần lưng cho nó chắc chút xíu, lưng dưới á, ngay chỗ đĩa đệm của mình á, mình là bị thất vì đĩa đệm những cái đốt cuối à, đây là cái hình mà mình bị thất vì đĩa đệm nè đó, các bạn xem hình các bạn thấy à, tại vì khi thất vị đĩa đệm á, một khi các bạn bị rồi á là nó không có lành được các bạn. Các bạn lao động sao cho nó đúng thế á,
thì nó sẽ không có bị rách, không có bị lồi ra lại. Thì địa điểm mà nó đau hay không á, nó phải lồi ra. Nó lồi ra thì nó chèn ép dây thần kinh á, thì nó mới đau. Cái đầu đi không nổi luôn á. Còn nếu mà nó luôn nằm ở trong đó, thì nó chỉ bị đau đau thôi, chứ nó không có bị đau quá rồi mình đi không được. Không phải, khi các bạn xài cái tư thế mà phải dùng lực của lưng á, mà các bạn dùng sai tư thế á, là bạn đi luôn. Giống như tôi vừa rồi có một anh bị á, anh bị nặng hơn mình nhiều. Hồi xưa lúc mà mình mới lần đầu bị á, hoang mang quá trời luôn. Mà nói chung á, các bạn bị cái gì á, các bạn Google một cái là các bạn hoang mang à. Hoang mang tột độ luôn á. Nó giống kiểu đã trong trạng thái sợ hãi rồi. Mà mấy cứa còn thác bệnh là một bệnh rất là nguy hiểm. Nó có thể làm liệt giường rồi bị liệt nửa người. Rồi suốt đời nằm yên một chỗ không đi được. Má đọc vô cái nói các bạn chứ chưa bệnh cũng thành bệnh. Rồi là tâm bệnh. Thì khi mà tìm hiểu kỹ hơn, đi khám đồ này nọ, ôi. Thì mình phát hiện ra là các vị địa điểm cũng không đáng sợ đâu. Tại sao mình nó không đáng sợ? Thì mình đã ở với nó được chắc ngót nghét cũng chục năm rồi đó các bạn. Lâu lâu thì nó bị cái bụp cái rồi xong, nằm dẹp bẹp. Rồi tuần sau cái nó hết đó. Thì đi tiếp, đi chơi tiếp. Nếu mà mình sợ á, mình đã không chọn mấy cái môn này mình chơi rồi. Uầy, gì vậy? Buông con cho tắt máy lại giữ lại à? Bóp con lại trôi xuống sao? Cho nên đó là dành cho anh em mà chưa có bị nhiễm bệnh này á, chưa có bị không bị địa điểm á, thì lời khuyên chân thành của mình đó là anh em đừng có ráng. Nó tại vì cái tuổi trẻ của mình nó hay lắm các bạn, nó lướt được hết bệnh nè. Mà tuổi trẻ thì nó hay ráng các bạn. Ui tao làm được để điên điên nó điên nó điên nó để tao không chết nó con. Dính xương đó, đừng có để tao là dính xương đó. Đó, kinh nghiệm dày dặn mà anh muốn chia sẻ lại cho tụi em đó. Đừng có để tao nha. Mấy đứa 2K, những đứa to ha, để tao ha. Dựng cái xe lên mà thấy sai tư thế không? Tại vì nó còn khỏe đó các bạn, nó còn gánh được, nó còn trụ được. Ví dụ mình không có giỏi chuyên môn, mình không có phân tích theo chuyên môn, mà mình nói với các bạn một cách dễ hiểu là cái địa điểm á, nó có rất là nhiều cái địa điểm. Thì ở cái địa điểm á, hai bên á, nó có một cái màng đi, một cái lớp màng đi. Thì còn trẻ thì nó dày các bạn, còn trẻ nó dày lắm, nó không có bị thoát ra được. Nhưng mà khi mà các bạn làm cái chuyện nó nhiều á, bây giờ nó có cái vết nhỏ, rồi nhiều lần ráng cái nó vết nó to tới khi mà nó mỏng lắm rồi, nó to lắm rồi, thì rạc bóp một phát để điểm lòi ra ngoài luôn. Và khi nó lòi ra ngoài rồi là các bạn phải sống với nó cả đời thôi, chứ không có cách nào khác hết. Mình nói các bạn chứ mình cũng hả tính đi may mổ rồi phẫu thuật rồi nọ, nhưng mà với cá tính của mình á, chỉ cần mà mình cái này nó lạnh thôi rồi cái chuyện mà nó tái lại chuyện rất là nhanh thôi. Cho nên là thôi, mình cứ mặc định là mình đang có bệnh trong người, mình không có cố gắng, mình không có ráng. Ví dụ mình muốn ráng thì mình phải tìm một cái thế khác. Mình sẽ sử dụng cái đầu nhiều hơn là cái sức. Giờ mình không có dùng sức được thì mình buộc phải dùng cái đầu. Nên mình không có trị, nên mình cứ để bà nó kệ mẹ nó. Rồi đi ra phòng gym thì cuối buổi thì mình tập thêm mấy bài lưng, cái cơ lưng nó dày ra để nó hạn chế, nó mạnh hơn chút xíu, đỡ bị ăn vô trong cái địa điểm của mình. Và đó là kinh nghiệm của mình ha. Ok, đừng ráng nha, đừng nghĩ là mình làm được, hãy nghĩ là mình không làm được. Để mình dùng sức của nhiều người và mình dùng thêm cái đầu của mình vô nữa. Ôi. Anh tôi sao vậy? Mẹ cái dốc này cũng cao chứ không giỡn đâu trời. Nè, bữa đứng đây chờ mọi người nè. Mới đi tuần trước nên mình còn nhớ được mấy cái điểm có chút xíu kỷ niệm. Này giờ chạy tí đã ra rồi. Ok, thông công. Yes, được ăn rồi. Cuối cùng cũng được ăn rồi. Rồi, về Sài Gòn thôi anh em ơi. Này mình về Sài Gòn chắc phải tiết khuya luôn. Đi tốc độ này là không có đi nhanh được. Tốc độ này thì cứ tèm nhóm cảnh xem hoa. Có khi nào hồi cứ để bay trời luôn. Má
chạy một tay cầm cái diều luôn, ghê thiệt chứ. Đại ca có cho dừng lại ngủ không vậy? À, phải kiếm cà phê giỏng ngày một xíu. Đây tháng nè. Đẩy đẩy giùm em cái xe xuống cái, em đạp cái bánh trước cái. Để em nghiêng cái xe em chăm nhớt á mà. À, đẩy đẩy, đẩy rồi. Đẩy rồi. Phải. Thôi thôi, chắc nó sao gãy hay vậy? Không chết. Ôi. Đây nè. Đâu vô đó. Em bóp côn giùm em cái. Rồi. Trời, luôn 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 anh ơi, luôn 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 luôn. Ok. Má xe như cái đang đụng vậy. Đụng cái gì đó cái đó. Rồi, giờ tốn cho mày một mớ nữa. Cái xe này mà tốn tiền tỷ thì mình cũng ok, không có vấn đề gì hết. Ê, mình biết cái xe này nó không có được tối ưu. Các bạn muốn nó ngon các bạn phải đổ tiền vô, nhưng mà mình không nghĩ là đụng tới cái gì nó hư cái đó, đụng tới cái gì nó hư cái đó, không tin được. Hư tàn mấy cái lặt vặt không, rất là khó chịu luôn. Đợt này về là mình cho nó biến hình. Các bạn hãy cùng chờ xem nguyên 100 vơ 2 của mình nha. Trong đầu mình có ý tưởng rồi, để về nhà đổ tiền vô làm tiếp. Làm xong chiếc FZ155 rồi. FZ155 giờ đâu lại nữa đâu. Cứ thế mình đi thôi, đi chắc đi Tết cũng mừng. Còn chiếc này do bản thân nó là máy độ á. Giờ mình sẽ nói tới câu chuyện xe độ ha. Khi các bạn độ máy á thì á, cái khung sườn đó, cái lớp xe đó, cái bánh đó, các vị trí thắng đồ này nọ, nhông sinh dĩa, tất cả những cái gì của xe nó được sản sinh ra dành cho cái công suất đó, cái tốc độ đó, cái độ rung đó, tất cả mọi thứ nó đã trọn vẹn rồi. Ví dụ như là cái sườn nó làm dư ra khoảng 5% thôi để nó bền thôi. Bây giờ các bạn nhét nguyên một cái cục máy nó tới gần như là gấp đôi công suất, gần như thôi nha, chứ không gấp đôi được nha, mà các bạn vẫn xài cái khung sườn đó là không được. Ví dụ như xe mình nè, cái phần trước của mình là lên nguyên cái dàn chân của FZ150 nè, cặp mâm là của Excel gì đó, F gì đó quên mất tiêu rồi, nhưng mà cũng mắc tiền chứ không rẻ. Rồi thắng đĩa trước, thắng đĩa sau nè, nguyên một dàn chân trước của mình đó là của FZ150 á. Rồi sườn thì vẫn zin, chứ cái sườn làm sao mà không zin được. Cái sườn giờ làm gì, cái sườn giờ đắp lại hả? Đợt này về á là mình sẽ thay đổi khung sườn luôn, mình sẽ thay đổi khung sườn hoàn toàn luôn, không có để khung sườn zin này nữa. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất á, là khung sườn zin này nó rung. Thứ hai á, là khi các bạn chở nặng á, là các bạn nó sẽ quặt vậy nè, nó bị delay á, giống như mình có nói lúc ở trong rừng á. Mà khi nó bị delay như vậy lái rất là khó chịu. Tại vì sao? Mình đã đi, mình chở nặng nó quen, nhưng mà mình chở nặng trên một chiếc xe đó cho phép chở nặng nó khác với chở nặng trên một chiếc xe không cho phép chở nặng. Các bạn nhìn vậy chứ nặng á, không nhẹ đâu, nó không có theo ý của mình được. Thì đợt này về là mình sẽ gia cố khung sườn luôn. Mình thì có một vài chiếc xe mình sẽ không bao giờ mình bán, trong đó có chiếc này thì không bán, tại vì nó là xe hồi xưa mình cho ba mình làm dọn lại hết xong cho cha của mình đi, thì mình giữ luôn, coi như nó một món quà kỷ niệm. Thì mình sẽ đem đi chinh chiến mấy cái tour giống với mấy anh thôi. Ba mình thì chắc cũng cùng tuổi với mấy anh, nên đi để gọi là mình lâu lâu mình nhìn lại, mình hoài niệm một xíu.
cũng vui các bạn. Mình tiền nhiều thì không có chứ tiền mà làm xe thì mình nhiều lắm. Nó không nhiều theo kiểu là mình lên tới mắt ợp được, tại vì mình nhiều xe các bạn. Trời ơi, mình nói các bạn chứ các bạn nhìn cái dàn xe của mình các bạn khiếp đảm luôn á. Là tự nhiên cái mình hứng thú một chiếc xe nào đó cái mình bỏ tiền vô mình làm đó. Làm đi chán, sau cái đổi phong cách khác là chiếc đó đổi vô kho nằm luôn. Nói chung là mình cũng dạng thích trải nghiệm thôi. Cho nên tiền để mà đổ xe, tiền để mà mua trải nghiệm đó, với mình nó nhiều lắm đó. Thì đợt này về sẽ làm lại hết cho các bạn xem mình làm những cái gì, rồi chia sẻ sâu hơn về chiếc xe này ha. Ok, thôi đi tiếp đi. Mấy anh già đi hơi chậm, nhưng mà vì đi chậm như vậy á, mình mới có nhiều cái thời gian mình ngắm nghía cảnh quan được. Với lại đang nghe cái bộ ngôn tình các bạn. Má ơi, nó dính thiệt luôn. Mình ước gì cái đoạn đường này nó dài thêm 500 cây nữa thì nó mới đã cái nư của mình. Đang nghe tới khúc hay. Ok, thôi mình nghe ngôn tình tiếp đây. Cuộc sống nó ngôn lù quá nên phải nghe ngôn tình bù vô. Xe mình bị lúng bình xăng rồi. Cái bình xăng nãy giờ nó nhiễu vô dò mình quá trời nè. Mình mới lấy cái đôi vớ mình cột lại nên là cũng không có chạy nhanh được. Do cái máy nó rung quá. Đó, bây giờ làm sao để cái máy nó không còn rung á, thì mới lần sau mới đi tiếp. Còn không là giờ phải chẻ máy ra tìm cách làm lại. Máy nó quá rung luôn. Rung mà hai cái chân mình chịu nổi luôn á. Mà tốc độ nó chỉ mới đâu đó khoảng 60 thôi là nó đã rung rồi. Phải lên ga xong rồi ngắt côn chứ nó rung quá. Cái vết keo nó bung ra luôn. Nó mới nứt thôi, nó chưa có rớt hết cái mảng keo ra. Nãy giờ cộp đôi vớ ướt nhẹp luôn rồi nè. Rồi phải cột vô chứ để xăng nó nhiễu từng giọt luôn á các bạn. Nó nhiễu tổng mà mới vừa đổ đầy bình xăng nữa. Thế mới đổ đầy bình xong là nó bị éo hiểu. Giờ phải dục cái bình này mới được, phải kiếm cái bình khác. Xe em lủng nữa rồi. Lủng bình xăng nữa hả? Nó rỉ xăng nữa rồi.